Cổ phiếu GVR tiềm năng tăng trưởng trong năm 2024 thì nối tiếp các loạt video phân tích các cái mã cổ phiếu thì ngày hôm nay em sẽ lên tiếp một mã cổ phiếu có những cái tiềm năng khá là tốt. Thì đối với mã cổ phiếu GVR nó thuộc ngành cao su và ngày mùng 1 tháng 1 của năm 2024 thì bản thân Đồng Lê cũng đã có các cái nội dung ngày mùng 2 tháng 1 và ngày 1 tháng 1 các cái nội dung phân tích về mã cổ phiếu GVR ở trên Zoom. Thì chúng ta thấy rằng là cái bức tranh lợi nhuận của năm 2022 và năm 2023 thì tí nữa ông sẽ phân tích thêm. Và tại thời điểm đó thì cũng có phân tích cái vùng vùng chỉnh cung mục tiêu của cổ phiếu GVR ở khoảng quanh vùng 20.7 đến khoảng quanh vùng 21. Và các cái cản ngắn thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng 23, sau đó vùng 25. Và trong trường hợp một cái góc nhìn trung hạn và thuận theo các cái nhịp phân tích thì chúng ta sẽ dự báo xu hướng kỹ thuật của cổ phiếu GVR sẽ hướng đến vùng 29 đến khoảng vùng 30. Và cổ phiếu này thì cũng khuyến nghị khai lệnh cho năm 2024 để chúng ta lấy hên. Tức là sau khi mà kết thúc ngày 31 tháng 12 của năm 2023 và chuyển sang ngày mùng 1, ngày mùng 2 của năm 2024 thì cũng đã có phân tích cái nội dung này. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn sang đầu tiên chúng ta sẽ nhìn sang bức tranh về biên lợi nhuận của cổ phiếu. Thì ở đây thì Hùng đang phân tích cho các anh chị, ở đây chúng ta sẽ view lại từ năm 2019 đến năm 2022 về biên lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ của 2019 là 3.200 tỷ, năm 2020 là 3.700, năm 2021 là 4.100 và năm 2022 là tụt về ở 3.800, các anh chị đã 3.800. Và chúng ta theo quý thì hiện tại là chúng ta chưa có báo cáo kiểm toán của mã cổ phiếu GVR. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã có báo cáo chính thức về tài chính của từ quý 1 đến quý 4 của năm 2023. Thì Hùng đã lấy và Hùng đã cộng tổng hợp số liệu của năm 2023, tức là biên lợi nhuận của cổ phiếu rơi về khoảng tầm 2.581 tỷ. Đó. Như vậy thì chúng ta so sánh theo năm thì chúng ta thấy rằng là từ năm 2021 cho đến năm 2023 thì biên lợi nhuận của cổ phiếu GVR đang có cái sự tụt giảm. Các anh chị nhá, từ 4.100 về 3.800 và năm nay năm 2023 thì nó rơi về 2.500. Thì cái câu chuyện là cái biên tụt giảm lợi nhuận kể từ năm 2022 và năm 2023 thì nó cũng đã phản ánh hết vào cái biên giá, các anh chị, nó phản ánh hết vào biên giá rồi. Và theo quan điểm kỹ thuật của cá nhân Đồng Lê thì hiện tại chúng ta nhìn thấy cổ phiếu GVR đang có một cái đà tăng, và ở trên cái đà tăng này thì các anh chị ở đây chúng ta cũng có thể nhìn thấy vùng hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu GVR ở quanh vùng 10 và cản kỹ thuật ở quanh vùng 39 đến khoảng vùng 40. Chúng ta nhìn một cái bức tranh tổng quan như vậy để chúng ta hiểu được rằng như vậy bây giờ cổ phiếu GVR ở vùng giá 25, tức là cổ phiếu này cũng đã có một cái mức tăng khá là tốt. Thì như đã có phân tích định lượng đó là khoảng phiên giao dịch ngày 1 đây các anh chị nhá. Đó, 29 tháng 12 đây. Đó thì chúng ta bắt đầu phân tích một cái biên chỉnh cung kỹ thuật của cổ phiếu ở khoảng ngày mùng 2 tháng 1 năm 24 đây, ngày 1 đây. Thì chúng ta phân tích một cái biên ở khoảng vùng 20.7 đến khoảng quanh vùng 21. Đó, 20.7 đến vùng 21. Và đây là ông đang khoang lại ở vùng 20.3 đến vùng 20.8. Thì chúng ta thấy rằng là GVR sau một cái nhịp đẩy lên thì như vậy là cổ phiếu bắt đầu quay trở về test cung tích lũy và nó test đúng cái biên hỗ trợ kỹ thuật rất là đẹp ở đây. Đó là khoảng quanh vùng 20.5 đến khoảng quanh vùng 21, nếu như chúng ta có thể lấy ở cái biên đó cũng được. Đây, chính là cái thời điểm mà ông đã có dự báo về biên 20.7 đến khoảng biên 21 là cổ phiếu sẽ quay trở về chỉnh cung tích lũy và đó sẽ là cái vùng thu gom mục tiêu rất là tích cực. Và sau khi chúng ta đã có những cái vị thế vào rồi, đúng không ạ? Và chúng ta xuất hiện một cái phiên, ở đây là phiên giao dịch của ngày 29 tháng 1, thì như vậy là cổ phiếu có một cái lực tăng cực khỏe. Và lực cầu thì nó vượt gấp 3 trung bình 21 phiên, đồng thời là nó đã giúp cho cổ phiếu GVR bứt qua cái vùng cản kỹ thuật ở vùng 22. Và kể từ đó thì như vậy là cái lực cầu, các anh chị, chúng ta nhìn thấy cái lực cầu hàng 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 ngày đúng không ạ? Thì như vậy đã gần như là vượt trung bình 21 phiên và hiện tại thì cổ phiếu đã vươn lên đến cái vùng target mục tiêu, và ở cái vùng target mục tiêu thì cũng có đặt ra ở đây, đó là đầu tiên là vùng 23 và sau đó thì chúng ta ngắm lên vùng 25 và thuận trung hạn thì chúng ta có thể ngắm lên vùng 29 đến khoảng vùng 30. Thì vậy đến thời điểm hiện tại là cổ phiếu GVR chính thức đạt vùng 25 trên 25 và ở đây thì chúng ta đang thấy là có những cây nến là nó đang cố công lên nhưng mà Hùng thấy cái lực đi của cổ phiếu GVR bắt đầu có một sự chậm lại. Thì cái sự chậm lại này nó hoàn toàn hợp lý, bởi vì khi nó đã đạt đến cái target kỹ thuật thì bao giờ nó cũng vậy, nó sẽ có một cái sự chỉnh cung tích lũy quay trở lại. Thì đối với GVR thì quan điểm cá nhân của Hùng Lê kỳ vọng ở bắt đầu
Quay trở lại thị trường giao dịch ở năm 2024, sau kỳ lễ Tết Nguyên đán thì GVR sẽ quay trở về chỉnh cung và biên chỉnh cung hợp lý và biên thu gom kỳ vọng tiếp theo của mã cổ phiếu GVR. Chúng ta sẽ tiếp tục thu gom ở vùng 24 đến khoảng vùng 24.5. Đó, mục tiêu chúng ta đã có, tức là bắt đầu từ tháng 1 của năm 2024 thì cũng đã có khuyến nghị các cái vùng mua rồi, và chúng ta tiếp tục sau khi cái kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán kết thúc, chúng ta tiếp tục có vùng mua ở quanh vùng 24 đến khoảng vùng 24.5. Target kỹ thuật tiếp theo thì cũng sẽ hướng về vùng 27. Và sau khi cổ phiếu này bứt thoát vùng 27 thì chúng ta sẽ hướng về cái target mục tiêu tiếp theo của cổ phiếu GVR ở khoảng quanh vùng 29 đến khoảng vùng 30. Và xét ở trên góc độ chart kỹ thuật tuần thì vùng 29 đến vùng 30 vẫn chưa phải là cái vùng mắc của cổ phiếu GVR, và rất có thể là trong nhịp này thì chúng ta có những cái sự kỳ vọng tích cực hơn, đó là cổ phiếu GVR sẽ quay trở lại ở biên 39 đến biên 40, thậm chí thuận hơn thì cổ phiếu GVR có thể đánh vượt break đỉnh ở vùng 40 cộng ở đây. Bởi vì hiện tại thì giá cao su đang khá là tốt, và nhóm ngành cao su, các anh chị, nhóm ngành cao su thì hết sức là tích cực. Và bản thân thì đối với cổ phiếu GVR thì Hùng cũng đã gọi là tâm điểm dòng tiền của nhóm ngành cao su thôi. Còn trong nhóm ngành cao su thì Hùng đã có phân tích ở đây này, các anh chị, ở khoảng tầm độ đấy nhá, ví dụ nhóm ngành cao su này thì Hùng có nhấn mạnh là cổ phiếu PHR này, PHR nhá, ở vùng 47 đến khoảng vùng 47.5 trước chia này, cổ phiếu DRC và cổ phiếu GVR. Đó, thì như vậy là trong cái danh mục của mã ngành cao su á, thì cũng có phân tích 3 mã cổ phiếu trụ lực, đó là GVR, DRC và PHR. Thế còn lại và chúng ta thấy rằng là PHR và DRC thì hiện tại cũng đã có những cái sự tăng trưởng hết sức là tích cực, các anh chị nhá, tăng trưởng hết sức là tích cực. Đó, và có thể là các cái video tiếp theo thì cũng sẽ tiếp tục lên phân tích cho các anh chị xu hướng cổ phiếu PHR, cổ phiếu DRC và DPR. Cũng là một mã cổ phiếu rất hay của ngành cao su, hiện tại dòng tiền tốt và tích cực, và chúng ta đang có sóng ngành cao su, chúng ta đang có sóng ngành cao su các anh chị. Chính vậy nên là năm 2024 thì chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu, và chúng ta sẽ tiếp tục góp nhặt thêm, và chúng ta sẽ tiếp tục phân tích những danh mục mạnh, cổ phiếu mạnh và các cái mã cổ phiếu cơ bản tốt hướng đến tầm nhìn chung và dài hạn cho các anh chị chúng ta đầu tư. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết, Hùng Lê lên bản tin video và phân tích mã cổ phiếu GVR với một kỳ vọng là cổ phiếu này đã có lộc với team của cá nhân Hùng Lê từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, và bây giờ thì chúng ta bắt đầu đến ngày 10 tháng 2 của năm 2024 thì ra Tết chúng ta sẽ có thêm các cái điểm mua ở quanh vùng 24.5 với kỳ vọng bứt thoát break cản 27 hướng về vùng target mục tiêu 29.5 đến khoảng quanh vùng 30 để chúng ta lấy lộc cho tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư. Nhân dịp đầu xuân năm mới, cá nhân Hùng Lê kính chúc anh chị em cộng đồng nhà đầu tư chúng ta sẽ có một năm mới đại thắng, sức khỏe, thành công, và danh mục của chúng ta thì sẽ xanh tím, và chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với cá nhân Hùng Lê để tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư ở trên thị trường tốt hơn, tích cực hơn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị em cộng đồng nhà đầu tư trong các bản phân tích cập nhật tiếp theo.